đấy này này. Nó nhỏ nhỏ nhưng mà dừng chân nó đẹp hết đó. 7 năm này chú. Ờ 7 năm này. Rè cho vừa đồ nữa. Ừ. Đây dự định nuôi mấy năm nữa bán đây chú. Trồng mai mà giờ mấy cái đây cứ càng nuôi là nó càng giá trị chú ơi. Ở đây càng nuôi nó càng giá trị. Mấy gốc đây này. Nó già nó mới đẹp chứ. Dạ. Già nó đẹp chứ. Chú. Đây tân nhìn ra cái con đây nó biến dạng ngoài nó đột biến đột biến là nó đột biến lớn cũ đồ phình đồ mèo lớn á này mấy cái rọ nó đang lớn nè chú thì giờ nuôi nó tự nó biến tướng ra cho nuôi cũng biến nhanh hay không chứ đụng vậy nữa nhìn ra đây nhưng nhìn mà coi như đây là hồi không mình dặn một dặn phải không? Không nó tự con luôn không có dặn biết luôn tự hồn nó vậy chứ kém vậy chứ không có dặn biết này. Thường mấy cái dặn nhà sâu này nó đó này dặn nhưng mà con cái là hầu mà đây, con hầu chú làm đại uống ca. Cái uống rõ nè không có uống rõ có nghĩa là hầu nhổ mày con qua kém dạ kém. Hiểu không mình nhưng mà hồi lúc đó mình cũng cứ phanh một dòng không có phanh nhiệt á à, nó có cái đoạn phanh này đây này biết sao hầu từ hồi nhỏ nó mọc lên rồi đúng rồi nó đâu không hiểu được hiểu không yeah. Thường mấy cái đai sau này nó lớn bắt đầu là chèn nó xù ra không chỉ nó lâu buồn lại cái mất việc này cái nào con đang được đúng rồi nói chung dòng đang nói này dừng chân dừng đây có dừng chân hết á đồ có xù ra hay 7 năm cũng được cái mày tân 7 năm mà nhìn nó dẻ chứ mấy năm hả à. Mai của chú được cái nữa là cái tay này nó đặt tay lấy rồi thấy làm này thừa thoát không nó làm chạy mà vừa làm vừa nuôi coi hay sao chú nuôi gì tao làm không có không tao làm chạy nó làm ở phe tao làm chạy có nghĩa là bông làm cho xong đó á à. Cái này vừa làm vừa nuôi gốc mà đây cũng nó rõ rồi nè ờ nói chung ở đây có dừng chân hết rồi tông lựa mấy cây tao nuôi dưỡng già vậy rồi một là ra hàng chợ nên con chút nó được. Chú thôi chú mai nhiều đầy thầu cho dưỡng da mối cho à, trước cũng sầm đây đó là người cứu hết chú dè cứu đó hả đục mà coi vừa rồi chết rồi nước người ta ngã nguyên nhân nó chịu mua cây đã 50 triệu rồi vừa rồi tao bán nó 2 cây 80 cái đấy chú làm dân tay đẹp nhưng mà biết chứ biết ờ nó mua là chú 2 cây với 80 như cây này 50 được cây đây làm dân tay đẹp dữ chứ lo làm nhà này với làm ấy này mình có chơi tết à có chơi mấy thùng mấy cũng có mà
Có chơi tết không chú? Hay là bá làm nhà không à? Coi đây, coi đây, nhìn tết này đưa ông giám đốc công an tỉnh đưa 10 triệu à. Giờ cái đây chú đem vô chú lột vỏ ra cho chơi. Đó, đó, giữ lại chơi cho. Man, phải mang vô cấp. Còn dừa, dừa cũ, dừa đó nè, đồ má đẹp. Coi đây chắc cũng hơn 20 năm cho. 15 năm ấy. Nói một bậm đồ vành nó một cái sống mừng. Vành nó quần biết một đồ. Đồ lo, mẹ lo, đồ nòn này. Tây coi, coi làm dàn tay này Tây. Cũng ở trong re nhưng mà lại có lách. Hồi xưa chú giữ bác bác xấu sự rồi ông làm. Tây nó đẹp lắm. Nó 50 triệu rồi, đành này đủ mà. Hải Nguyên Nhân chịu mua nào hả chứ. Cuối cùng lấy 2 cây 80. Chịu mua nào hả chứ. Đừng cái đây giờ bà đất gần 200 triệu tiền bạc. Dạ. Cái đây giờ treo bông giá đó cho không được. Hả? Trục đại. Ừ. Đây nem dài được đổ lão hết mà. Dạ. Nhìn chân đổ lão hết mà. Cha như giờ. Đây cái cách mình nuôi hay là cái giống sao thấy cây nào nó cũng xù lên vậy chú? Hả? Nhìn thấy nó già chứ vậy. Cách mình nuôi nữa chứ. Dạ, chứ còn 7 năm thì cũng thấy nhiều khi nó đâu có như cái đây rõ nhìn nó già. Nó già, nó xù mà. Cái đây hình như hồi chú làm cái cuồng này đó làm nuôi mè lớn phải không? Tao làm cái cuồng này hầu á là chú trồng nó có 2 mấy 3 thiên này là tính là mấy chở đi cho nhanh. Dạ. Yeah. Không thấy cuồng vậy đâu cái cuồng như chú vậy đâu. Cái cuồng của chú đâu làm vậy? Cuồng đang mới làm vậy đâu. Cuồng này giờ cái cuồng chỗ một nó đơ đơ. Nói chung làm nó quá lứa làm nó nhiều ấy. Dạ. Yeah. Kém rồi này vô nó thay được ba mày không làm kịp. Chẳng theo được hả? Đục trời này lé đẹp vừa. Làm cho nó làm nấu. Đẹp nhưng mà lé nó còn mò mò này Tây. Còn vinh nhưng mà Nhưng mà nó lẻ. Cái dòng mà dòng lé nha, nó không phải là bệnh đâu. Không, dạ đúng rồi. Nhưng mà dòng nhìn lé nó lẻ phải không? Ừ, cái dòng lé của nó. Nhìn cũng đặc biệt nha. Nhìn tay chân của nó này, nhìn nó đùng. Cái đây mà nó ra cái bông bông cúc mà như mười dương nữa Tây. Nó xanh 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 hoa mà hoa lớn chút nữa là dễ nhận diện thương hiệu được. Bá chậu đây nuôi mày nuôi được mày cần. Cho nó mát hay sao chú? Cái chậu đây theo kinh nghiệm nha, cháu ba vô chậu đây nuôi tốt không? Ý là chậu xi măng với chậu men ha, hay là sao? Sao với mấy cái chậu chậu đây nuôi với cùng mấy chậu kia là bán liền với chậu đỏ rồi đó. Chậu men thì coi như mày nó không tốn phí mình. Dạ. Yeah. Nặng giống. À thì bây giờ nếu mà nuôi thì mấy cái chậu mấy cái miệng rộng rộng nè. Rồi chậu xi măng nó mát nè. Nhưng mà mai muốn đẹp là phải mười mấy tuổi à, nó mới đẹp. Dạ. Yeah. Cái vùng túi nó cũng nhỏ nó mới đẹp lắm không? Nó đẹp nó như mấy cây ngoài trước của chú vậy cho. Hồi ra trước xem mấy cây lớn chú. Cây lớn người ta còn chưa có nhập nào mà biết vậy. Giờ nấu nước hai nước ba rồi, giờ tao chưa có coi.
chưa có nước nào là mày thấy người... năm nay tình hình là dịch bệnh khó khăn, thẻ nuôi gốc nuôi đó nuôi thân cũng được. Cha như giờ nha. Thấy sao mày? Đại chân ba chân cao, ba chân. Ba chân này cho thon lên chút. Dạ, yeah. Cả đây cũng ra làm giống bonsai rồi mà. Là ta làm lứa quắn cái này. À. Ở đây bán mới tầm bạn bè vậy, đi bạn bè thì không có giống, không có cây nào kêu, không có cây nào giống cây nào hết á. Được không? Dạ. Yeah. Cả đây chú cũng cắt xuống làm bonsai rồi mà phải không? Chưa. Sao thấy nó tia tông nó lùng lùng đẹp vậy? Tông lùng có nghĩa là ép cho nó có ép đồ rồi từ từ bông. Cái đây giờ bông sai mình làm mình. Cái đây giờ đem ra chú quấn vàng tay đẹp rồi. Thì quấn vàng tay ý là muốn đẹp hơn nữa. Thì quấn vàng tay thì nó đẹp rồi. Cái đây cốt là thấy cũng giật rồi mà. Hả? Đây là cốt rồi, thấy nó giật xuống cũng lùng rồi mè đây nè. À. Chú giật xuống một cấp rồi nè, lấy làm tây rồi nè. Đang thả nuôi muốn đẹp nữa thì mình phải làm dần tây lại chứ. Dạ. Yeah. Ừ, nói chừng mình nó hình dạng nó đẹp rồi, quả nó nuôi nó lớn à, rồi, lớn. Đầu mình yeah. vô dần tây nữa nó đẹp gì đâu. Yeah. Tây cành nó mập. Yeah. Cái đây chú thả cũng như đang nuôi tây cành. Ờ, đang thả mà. Yeah. Tại mình ép rinh hay là ta ghép ra chưa chú? Rinh rồi, ghép rinh. Đầu ghép. Ghép thì coi như mình làm đó, mình lo mình làm chứ, đỡ vậy. Thấy không? Dạ. Yeah. Cái lô cây đây cũng cùng nằm với cái lô cây của ai đấy hả chú? Hay là lớn hơn? Lớn hơn hả? Cái cây đó như cây này, như cây quắn là lớn hơn cây nhau. Cái clip chậu xi măng đây là clip cùng ở dưới. Dạ. Cái đây chậu đá mài mà. Cây này đủ hơi bị lâu lớn rồi, cây này nằm cái năm bảy năm chục năm nữa muốn nói chuyện mưa được. Mai chú làm mai coi tầm nhìn thấy xeo quá. Ông tàu có méo tàu này vậy á. Dạ. Mẫu người có mẫu méo chứ. Cho nên có cái tầm nhìn vậy mới ra được mấy cái phôi nó chất lượng chứ. Chứ còn phôi, phôi lắm mất sao còn. Bây giờ tùy theo cái này ra, từng đỉnh nó ưng phun đâu hết mà không thấy. Đúng rồi, chơi. Ở đâu làm cái xăng xăng phun, tao xếp lại loại nào ra loại đó, nó dòm cũng đẹp. Dạ. Bây giờ tao đỡ nó tứ tung quanh tàn gì, coi nó được cũng được. Nay đây giờ chịu khó coi mấy góc đây, ngủ kia. Đây. Nhiều góc quá này, góc nhét gì lâm ra. Mà nhiều quá mà. À, giờ như... à, mà góc đây cũng nhỏ mà cũng hay nè. Như con bạch tuộc. Mẫu người có mẫu cho trường ấy, thành quấn này quyền anh, thành đi kickboxing, thành đi quấn tự do, thành đi nhưng mà còn thấy cái cách làm của chú là nó điều cái clip đó không nói chứ clip trước cái này là nó điều luôn từ gốc cho tới tay cành luôn á, đẹp á. Trong thời gian như giờ hả sao còn cái đục xanh đâu bán dần hải đâu bán cho 2 cây 80 triệu á. Này, quay góc rộng đó lấy hết cái cây nè các bạn.
Tùy thôi cái đấy hết tùy. Này chú bao giá đâu đây? Này vành vành đèn vô là hơn 80 này mới vô. Hơn 80. Mày đèn hai tay vô coi. Ô mẹ nó 5 vòng tay hả? Rồi. Hơn 5 này tới 4 vòng rưỡi rồi. 90. Chục cái mai con mà dài. Cái đây này chú báo nhiêu? 40 hả? 50. 50 hả? 40 là 50 được rồi gió. Gió là rút về trời. Ừ. 20 năm rồi chú. Em mấy năm rồi. Em mấy năm hả? Ra đây cỡ 78 năm rồi. Rồi cái đó. Đâu. Chú. Lão tướng. Được hay chú tướng còn được rồi tao đó tao cho tao ngôn lại cho chim ngưỡng anh em được cho vui. Dạ. Cũng gì hết. Làm kinh tế nhưng mà cái giờ chú làm cái vườn đây cũng làm, ta cũng làm chim nữa. Bây giờ thu gọn lại chút. Bây giờ tôi giải quyết ba hàng chợ hết rồi. Ba coi tầm bài bè giải quyết hết rồi. Coi đây hoa đẹp rồi cho chú. Hoa cái đây đẹp nè. Hoa cái đẹp đó. Rinh hay ghép vậy? Rinh á. Tùy quài hoa này tùy. Đây nó bung rồi hết rồi, hoa chất lượng lắm á. Dạ. Còn đẹp nữa. Đây sáng mai mới đẹp. Đang nở. Cái đó là đang bung nè. Đang bung mà chưa bung ra. Đây. Đấy chút được. Ừ. Là giờ cúc chuộng hơn hay sao chú? Ngày cúc chuộng mà chủ yếu là búp, búp nhiều. À, búp sai hả? Búp xanh, búp búp lé sai nhiều. À, cho nó sai búp ấy mà. À. Hay tây, mini nè, à, góc đây hay nè, giờ thương á. Chú. Coi đây mình sang chậu hay sao nó mở rồi chú. Năm nay khắc nghiệt và khí hậu nó khắc nghiệt quá. Chú chấp nhận đây năm nay ba cục à. Đó nuôi tháng năm ha. Nuôi tháng nhưng mà giờ năm nay bán dám bán cũng được. Bán chú mà nhỏ hết mày lớn bán cũng được. Nhưng mấy công việc thì mình có cũng cố lại. Giảng ra bắt đầu cũng cố rồi lại bây giờ cũng được công việc. Đấy, giờ lên ở đây rồi mà. Đúng, nhưng mình đóng bảo hiểm biết nhiều đâu. Chút ra coi. Cái đây cao có mét rưỡi không? Gút nó thách coi nó quái à, tùy chục cái này để đỡ hai bên đều đẹp hết chưa. Yeah. Bên này mạnh đó, bên này mạnh. Ui trục, dè, cú đó. Ừ. Trời. Tao cũng có lại đó, mệt bệnh rồi. Bài cả cầu đó là thích là hấp.
cái đây quanh đó này chứ cũng cỡ. Đỡ tay rồi. Đây. Đo cái hàng. Đo bên đây. Bên đó thôi mà đo vô. Đo đây vô thôi. Ừ. Cục to thấy dài to chưa. Nhỏ đâu mà. Chột giờ nó còn mẹ con lênh quanh ở dưới đó nói gì mà ham mà đủ mẹ nói cho mình mơ đam mơ mai là giỏi cho chú phố là mình khó dân chờ mai phải giỏi thôi chứ trời ngoài góc à ý mà nói là làm nấu thì làm mà làm không nấu á yeah. Không có nhanh ba ta nói bá vợ chồng mai ta không bó mà thấy giờ thím bèn dòi quá chân mà giờ bé còn làm rồi đấy mà đây thì chú cái cặp đời nãy nói cái cặp hả ha chồng chồng chối cái cặp của ông đẹp hơn nữa à con đây mà sao con này nó lấy con thích thì gu nó bông chào với chú cái bự đó bông chào chú coi coi sang chậu không vậy đồ sang nó tuột mất thường cứ anh tót xem chú sang á chú nó dở tuột lắm cho nên nên muốn năm nay do khí hậu mà với lại coi chào tót xem bông nó re nó cũng bị tuột rồi. Giờ vô cái chậu đám này thấy nó dài chưa. Bốn năm rồi, chưa sang chậu á, chưa cây chậu. Đứng hơn chục năm rồi nè, kẹp đây. Dài mà chú mà chú thay chậu ấy, thì lại có rủi ro, cho nên nhiều khi thấy dài mãi phải không? Như giờ chú sang đừng có chơi tốt. Nó vẫn phát, đừng có năm nào nữa, nó phát cũng tơ mỡ đó. Giờ cái đây. Mà dòng sùng hay lao lắm nhân tân. Con sùng này nè. Hay leo, con bông xấu, phải đây bông xấu.
Mấy cái đời chú có thay là chú thay lệch lé xong á, mình thay luôn cho đừng trao bông chi. Với lại sau này á, cứ trao bông xong là nó gió tuột lắm. Năm nào thay thì... Được cái mày đẹp thế mà. Như đây là này bao nhiêu vậy chú? Cây này chú chưa định bán mình ra. Nó nuôi. Tại nó gúc ở trên hay vậy chứ? Lúc con cây đây dở làm trong lỡ bonsai dở. Mấy cái đời làm nó vết kết nên nó ít, nó nhỏ. Nhẹ. To đâu có nhỏ đâu. Chủ to, cây đẹp. Bật tiền bói. Cái nhà lá dường mà đâu có mua bán gì đâu con. Dạ. Yeah. Mua rồi nó sợ chúng ta chú. Mình trồng lên mà. Yeah. Trồng lên mà. Trồng lên nó bán thì bán thì có cho mua không có mấy người mua rồi. Chú là ăn chắc mặt bòn luôn á. Tao nhiều ở đâu cũng không có linh tinh suy nghĩ gì. Linh tinh suy nghĩ rồi. Năm nay dịch thì năm sau bán ha. Yeah, cứ nuôi càng đẹp mà. Mấy công việc này bãi đồng mẹ nên chặt nứt không làm gì được, bó luôn. Chú con của chú cũng lập nghiệp ở Sài Gòn hết á. Con đứa đam mơ rồi như chú vậy thôi cho ngon. Ai cho con cấp kết làm. Ai nhường đắp cái nhà nữa mình lo mình sợ vậy. Yeah. Đúng không? Yeah. Không được có tiếp thành ra. Thường mình cho coi là phải hai bè thớ họ nấu tiếp với nhau rồi chú. À. Đúng rồi. Đúng gì ban đổ. Yeah. Đổ thì chắc. Cái đó nó nghẽ hay là chú đó thoát nước vậy? Ở nghẽ đó tao nuôi đàn bên kia á. Đó lại nha. Còn tướng đâu nó nghẽ chứ. Nuôi đàn nuôi đậu mỗi mẫu lòng tớ phải ngửa lên. À, cái tàng tàng đố ấy. Kìa. Cúc là đẹp rồi chứ. Cây này là có nhiêu tiền vậy chú? Cây nào?
chục rồi. Thôi chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Nhớ đăng ký kênh để mà đồng hành cùng Tuân nha.